Chào các bạn, hôm nay mình làm món gì ta? Nồi chiên nước mắm nè. Rồi, chấm nó ra. Dầu nó. Để chạy ở luôn cứng rồi thằng đó làm nhiều chút mới hiểu rồi chờ nó ném vào nha các bạn. Để cái kéo cái nó lên
không? Chị vô không? Chị vô. Đây này. Thăm giá gì mà có giá gì không đây? Không, ở nhà đi tìm giá vô đi cho mẹ của mình á. Ừ, thì giá nha mà có. Anh em nói là mua bì. Dạ, ra đây ăn hút dầu nữa nó mới ngon hả? Sẽ thấy không kêu mà. Rồi, phải nha. Khuất luôn luôn. Giờ chiên bây giờ mình nước mắm nha các bạn. Ở cái gì giờ có mấy người anh đi tiện cái này đúng không đấy hỗn hợp đây rồi bây giờ anh em mình sẽ bỏ vô thêm miếng các bạn bỏ mấy người kia vào đó nữa nha để đánh người ta nó càng nó thấy rồi bắt vào tụi này cái á tụi thấp lắm điện cao bò ngồi xíu nè nuôi chiên bánh nha các bạn. Đường nó có xì vậy to rồi nữa đã đây là chút nữa là ăn rồi nó vô đi đủ xe đó. Bây giờ mình còn đây còn đây anh. Nói như này trước đây nè. Cây thì lắm mấy các bạn ơi. Vừa ở cá thì vừa tương ớt nữa này. Tương ớt đẹp đẹp luôn. Thank you.
thấy là anh em mình mất lòng đấy vào đấy đưa đấy này mình để xong xong rồi này các bạn đó là nuôi chiên nước mắm. Ôi, hôm nay anh em làm món nuôi chiên mắm. Nuôi chiên nước mắm nha các bạn. Rồi, thử đi làm. Thử đi cảm nhận ra sao. Được. Mời các bạn nha. Ok. Chúng mà nó hơi chung là nó giòn giòn. Giòn hơi cay sơ sơ. Em muốn này ăn được. Ngon nha các bạn. Cần không? Coi cơm mắm miếng là nấy cái chưa thấm. Cay sơ sơ mời bạn nha. Chưa thấm hết rồi. Cay sơ sơ. Đó là ăn còn ngon hơn oxy nhiều. Chắc là hơn oxy đó. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, món này rất là ngon. Trời, giờ ăn nhà nó không cay nha. Ừ. Chút nữa ăn cho là thấm thôi là đồ nó cay gố lắm nha. Dạ, bảy cái ớt luôn mà. Mấy cái? Bảy cái. Úi dù kìa. Bảy cái nửa chai tương ớt rồi. Nửa chai không? Gần nửa chai á. Ừ. Vừa ăn á. Mà đem mình nghĩ là trên nước mắm nhiều quá mặn. Mà không vừa ăn luôn. Chứ mắm cái gì vừa không? Anh tưởng là tại vì cái phần tương ớt á, nhà tương ớt là mình chế hơi nhiều chút xíu. Ớt cái dính luôn, cái hột cái dính luôn ra luôn nè. Này dính ở đây nè. Chị dâu không? Hết rồi. Chung thì anh em mình làm cũng lần đầu tiên làm món đây em ngon mời các bạn nha. Ngon dễ lắm nha các bạn. Nếu các bạn nào chưa làm thì làm thử em nha. Làm nó đơn giản mà. Nó lạc lạc một chút nữa mới ngon không? Đây, không mặn. Vậy không? Mà cái món này nó phải có bắt buộc, nó phải có tương ớt nhiều. Ừ. Chứ không có tương ớt là cái mềm lắm được dài đâu. Ừ. Không có tương ớt là mềm, nó trắng. Nếu mà món này nó không có tương ớt á, là nó không có được cái màu đỏ như này. Màu trắng à? Nãy giờ tao cái miếng kia là nó chưa thấm hay sao á, nó chưa thấm nước mắm hay sao á, nó nên là vừa ăn chứ mà bị dùm ở miếng là thấm này các bạn, ở miếng thấm nên nó không mặn. Nãy mới miếng ở dưới này này cái này chưa ấy này không này ai này mà miếng là chưa thấm nào chưa thấm nước mắm này. Ừ, vừa ăn
còn mấy miếng hấp nước mắm mà nó hơi mặn do mình chế lửa tay nhiều quá các bạn. Các bạn hãy cứ làm theo anh em mình. Món ngon ngay tại nhà. Mà cái đàn nó nửa ghê phải không? Đó hù lắm mà, cái đó là nữ ghê không? Cái đó là do mình chiên rồi đó. Nếu mà ví dụ như mình đã bánh canh á, là nó miếng như này, là nó nữa nó dài thêm chút nữa. Đúng rồi. Nó dài ghê lắm. Canh nó nữa. Rồi anh em ấy nha. Đó mà nhà bạn nào mà có con nhỏ nữa à, làm món này anh khỏi làm một xe khỏi mua xe nhà mà có trẻ nhỏ nữa anh này cũng rất là ngon mà các bạn nhỏ đâu có ăn cay được mà chế từng ớt ít thôi không cần phải chế nhiều à, mình ăn cay được mình ăn cay nhiều ớt nhiều còn chế chút không. Chào các bạn nha, nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ cho anh em mình một like, một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha. Bye.